Buổi ra mắt bộ phim Người Phán Xử, bộ phim mới nhất thuộc series Cảnh Sát Hình Sự đã diễn ra đầu tuần qua, quy tụ toàn bộ dàn diễn viên và ekip sản xuất của phim. Giới báo chí bị gây ấn tượng từ ngay màn xuất hiện của các diễn viên đạo diễn khi gần như tất cả đều đóng bộ vest đen, kính đen rất hình sự. Người Phán Xử là bộ phim tâm lý tội phạm thuộc thể loại hình sự được Việt hóa từ kịch bản của Israel, là góc nhìn đa chiều về một thế giới ngầm nhiều góc khuất. Mặc dù phim hình sự hành động, nhưng Người Phán Xử lại không nhấn mạnh vào các pha đánh đấm bạo lực mà đi sâu vào sự giằng xé nội tâm trong nhân vật. Nội dung của phim thì mô tả thế giới xã hội đen, thế giới tội phạm, và thông qua đó thì chúng ta có được những cái bài học về tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, xen giữa cái nền background là giới thành phố và xã hội đen. Và qua những cái vụ án, qua những cái điều tra thì dần dần vỡ lở ra thế giới ngầm là ra sao, và tất nhiên là cuối cùng thì cảnh sát sẽ vào cuộc và chứng minh được một điều là gieo gió thì sẽ có bão gần như quân. Người Phán Xử quy tụ một dàn diễn viên vô cùng hùng hậu, nhiều kinh nghiệm diễn xuất, với nhân vật trung tâm là ông trùm Phan Quân do nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng thể hiện. Trong thế giới ngầm của ông còn có Phan Hải, Lê Thành do Việt Anh và Hồng Đăng thủ vai, là hai con trai của ông, vệ sĩ Lương Bổng của nghệ sĩ Tú Trung Anh, cùng nhiều nhân vật do các nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng khác đảm nhiệm. Đặc biệt, phim còn có sự tham gia của nhà thiết kế Đức Hùng. Tuy chỉ là một vai phụ, nhưng vai diễn của anh cũng đã nhận được nhiều lời khen từ đoàn phim và các nghệ sĩ gạo cội. Rất nhiều câu hỏi đã được báo chí đưa ra xung quanh dàn diễn viên sáng giá của Người Phán Xử. Và một trong những vấn đề được quan tâm nhất là sự đột phá mới mẻ trong hai vai diễn của Việt Anh và Hồng Đăng. Khán giả cũng như là một số đạo diễn đóng đinh cho mình rằng là tôi chỉ tốt nhất và cũng như hợp nhất với những dạng vai mà công tử, con nhà giàu với những mối tình lãng mạn, đại khái thế, và có mặt thư sinh. Thì thực ra thì với một người làm nghệ thuật và đặc biệt là với riêng cá nhân tôi luôn muốn phá bỏ cái bức tường đấy. Nhất là khi mà mình đã trải qua một quá trình làm phim cũng với tôi là khá dài. Và tôi thấy rằng là mình cần phải làm mới mình. Tôi luôn muốn là như thế. Và đây là một cái cơ hội để tôi làm mới mình và khẳng định mình. Cái nhân vật Phan Hải trong bộ phim Người Phán Xử, họ xây dựng cái tính cách, cái chất của nhân vật vô cùng ấn tượng. Và Việt Anh có thể tự tin để nói rằng là Cao Thanh Lâm của Chạy Án chưa là gì so với Phan Hải. Ngoài dàn diễn viên đông đảo, Người Phán Xử còn là bộ phim sở hữu những con số ấn tượng với 46 tập phim, được kết hợp bởi 3 đạo diễn là Danh Dũng, nghệ sĩ Tú Mai Hiền và đạo diễn trẻ Nguyễn Khải Anh. Với hơn 11 tháng ghi hình ở nhiều bối cảnh khác nhau, bộ phim được thu tiếng đồng bộ và có sự tư vấn tham gia của các võ sư trong những cảnh hành động. Hy vọng với tâm huyết và sự đầu tư của ekip làm phim, Người Phán Xử sẽ mang đến những tình tiết gay cấn, bất ngờ và cuốn hút khán giả đến phút cuối cùng.